sản, konnichiwa, Linh to moshimasu. Xin chào tất cả các bạn, mình là Linh. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn bài 24 giáo trình Minano Nihongo. Một câu đầu tiên trong bài học ngày hôm nay. Sato-san wa watashi ni hana o kuremashita. Sato đã tặng hoa cho tôi. Cấu trúc N1 wa, N2 ni, nani nani o kuremashita. Với ý nghĩa, danh từ 1 chỉ người, cho danh từ 2, người nói, thành viên trong gia đình người nói, cái gì đó. Mẫu câu này dùng để nói khi người khác cho, tặng mình cái gì. Giải thích. Agemasu đã học trong bài 7, nghĩa là cho, tặng. Tuy nhiên, ta chỉ dùng agemasu khi người nói thực hiện hành động cho, tặng người khác hoặc người nào đó, tặng cho ai khác. Người nhận không phải là người nói. Kuremasu cũng có nghĩa là cho, tặng. Và được dùng khi người khác cho tặng người nói, người thân trong gia đình người nói cái gì đó. Sato-san wa watashi ni hana o kuremashita. Sato đã tặng cho tôi hoa. Yamada-san wa imoto ni okashi o kuremashita. Yamada đã cho em tôi kẹo. Nếu đối tượng tiếp nhận là bản thân người nói, thì trong câu có thể lược bỏ watashi ni. Sato-san wa hana o kuremashita. Sato đã tặng cho tôi hoa. Suteki na boshi desu ne. Ee, Mira-san ga kuremashita. Chiếc mũ đẹp nhỉ? Vâng, Miller đã tặng nó cho tôi. Ở ví dụ trên, khi người A nhắc đến chiếc mũ, thì người B bổ sung thêm thông tin về cái mũ đó. Kono boshi wa Mira-san ga kuremashita. Trong mệnh đề biểu thị thông tin mới thì chủ ngữ được dùng kèm với trợ từ gá. Chú ý không dùng agemasu khi nói người khác cho, tặng mình cái gì vì như vậy sẽ đề cao mình lên. Sato-san wa watashi ni hana o agemashita. Sato đã tặng hoa cho tôi.